Bài phân tích hình ảnh video về hai bên Ukraine và Nga bước vào bàn đàm phán của nhạc sĩ Tuấn Khanh. Không khí có vẻ gượng gạo, phía Nga bày tỏ thế thượng phong khi chọn im lặng và lắng nghe những gì Ukraine yêu cầu. Phía Ukraine rất cụ thể khi yêu cầu quân đội Nga hãy rút ra khỏi đất nước này và phải giải thích lý do của cuộc xâm lăng. Phía phái đoàn Nga như thường lệ của một quốc gia độc tài thì không bao giờ có quyết định ngay mà nó sẽ tường trình lại và có hồi đáp sớm. Ngay sau khi hai bên rời bàn đàm phán, ít giờ sau, Putin trả lời một cách gián tiếp bằng việc đưa một đội tăng hùng hậu tiến vào Ukraine. Một đoàn xe quân sự khổng lồ của Nga kéo dài khoảng 60 km đã được phát hiện hôm thứ Hai bởi công ty ảnh vệ tinh Masa của Mỹ ở ngay phía bắc thủ đô Kyiv của Ukraine, nơi đã ngoan cường đẩy lùi một số cuộc tấn công. Nói trên truyền hình Ukraine, Tổng thống Zelensky nói ông đã dự đoán ngay từ đầu rằng ông cũng chẳng chờ đợi kết quả tốt đẹp nào từ cuộc đàm phán như để kéo dài thời gian này. Nga đã phải đối mặt với những lời kêu gọi khẩn cấp hôm thứ Hai để chấm dứt cuộc tấn công vô cớ và vô cớ nhắm vào Ukraine khi 193 thành viên của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tổ chức một cuộc tranh luận bất thường về cuộc xâm lược bằng việc tiếp tục đổ khí tài và con người vào cuộc chiến tranh phi nghĩa này, cho thấy Nga có vẻ không quan tâm gì đến một trật tự thế giới mà nước này từng tham gia ký kết. Theo các nhà bình luận thời sự, Putin đã hoàn toàn thất bại trên cả hai mặt chiến trường lẫn dư luận trên thế giới. Tuy nhiên, để không bị lật đổ hoặc tạo thế cho các nhóm đối lập ở quê nhà nổi lên, Putin sẽ chọn cách dốc toàn lực để tàn phá Ukraine trước khi tuyên bố tự chấm dứt, giống như kiểu Trung Quốc năm 1979 ở Việt Nam. Và hoặc sẽ cố gắng kéo dài cuộc chiến này đến giữa tháng 3 để tiêu diệt cho bằng được nhóm lãnh đạo Zelensky như một cách cảnh báo tất cả những quốc gia vùng đệm biên giới Nga về việc có ý định ngã theo phương Tây. Một ngày trong thế kỷ mới, trên đường phố không nhiều đoàn người dắt giữ nhau đi khỏi nơi vô thi, có mẹ có chị, có con thương người già, có đôi mắt đượm buồn của cha. Sài Gòn nhìn nhau thương quá, thương cho những kiếp người thật thà. Nay hồi hương quay về, giấc mộng đời phố thì dở dàng. Có giọt lệ nơi đang trong mắt cha nhìn về Sài Gòn. Ngày nào rời xa quê hương, tìm đến chốn phồn hoa Sài Gòn. Áo cơm nuôi mong đời, cha dành hết cho mẹ cho con. Giờ đành xa nơi đây, chưa về biết làm sao với thế kỷ này. Lưu vong trên quê hương xa Sài Gòn, cha nào đâu muốn, cha nào nhưng con ơi ở lại biết lấy gì để cha yêu thương. Lưu vong trên quê hương tranh đêm ngày dù không tiếng súng, Sài Gòn của bao dung cũng đành hẹn ngày sau về cùng. Ngày nào rời xa quê hương, tiếng
cuối thế kỷ này. Lưu vong trên quê hương xa Sài Gòn chán nào đâu muốn, nhưng con ơi ở lại biết lấy gì để cha yêu thương. Lưu vong trên quê hương cháy đêm ngày dù không tiếng súng, Sài Gòn của bao dung cũng đành hẹn ngày sau về cùng. Lưu vong trên quê hương xa Sài Gòn chán nào đâu muốn, nhưng con ơi ở lại biết lấy gì để cha yêu thương. Lưu vong trên quê hương chạy đêm này dù không tiếng súng, Sài Gòn của bao dung cũng đành hẹn ngày sau về cùng.